Hello anh em, nếu anh em đang tìm một ứng dụng giả lập chơi game trên máy tính tải ngay với BlueTouch. BlueTouch là phần mềm giả lập Android trên máy tính, điều đó có nghĩa là nó cho phép người sử dụng chạy các ứng dụng điện thoại trên máy tính thông qua phần mềm này. BlueTouch được ra mắt vào năm 2011 và tính đến nay thì đã có hơn 100 triệu người sử dụng ứng dụng này với các tính năng vượt trội, có thể chơi nhiều loại game thay thế điện thoại trong khoảng thời gian dài mà không lo về pin. Thử tải và trải nghiệm bất kỳ trò chơi nào trên BlueTouch nhé anh em. Gì ghê vậy? 2658. À, 2658. Hai sáu năm tám. Bảy mươi bốn ngày. Mới vừa vào K1. Chưa mở đều. Vừa vào K1 chưa mở đều. Chơi kêu bon ghê vậy. What the gì ghê vậy? Mỹ kinh vậy trời. Chết cũng ít nè, 286 mà sao ác kêu bon ghê thế nhỉ? Không farm luôn. Không farm luôn kìa. Cướp red chơi à, chứ sao mà kill bon khiếp vậy. Nhà 23. Nhà cấp 23. Tốc độ hành quân trừ 5%, tốc độ huấn luyện trừ 5%. Ở trong liên minh 7. Tự tạo clan luôn hả? Á nhây thiệt sự. Á ông đồ là chùm nhây rồi. Trời ơi, bé K1 khét thật chứ. 150M kill bon. Kinh đấy. Đang đi móc ở đâu đây? Biết ngay. Bentley Mina vừa đi móc ở đâu đây? Bơ nhà, bơ na. Nó đi móc ở đâu đây rồi? À, kinh thiệt. Mới 70 ngày chưa mà đeo 4 à. Nhưng mà ở trong clan này chết. Nâng cấp công nghệ các thứ. Không có lãnh thổ nè. Không có đèn đèo thứ, nâng cấp tách chết luôn ấy. Lỗ tăng tốc lắm. Nhà kêu bon thì khét đấy. Khá lầy thiệt sự. Em cướp được hai cái top 1 thống đốc CM. Ôi mẹ thế ngon rồi. Cướp được hai cái thống đốc top 1 CM. Vậy thì ráng ở lại cướp thêm hết K1 bay là vừa. Được đấy, chơi chất lượng đấy. À, kinh thiệt. Kinh đom nào mà nát thế. Ở zone 1 luôn hả? Đom này vào K1 rồi mà. À, mới 70 ngày 150M kill bon. Không có một ông T5 nào luôn. Ờ, trời, kinh đom nó không có boss luôn kìa. Thế thì ở lại cướp tiếp đi, đừng có bay. Cứ đi lòng vòng đánh farm nó thôi. Cứ đi lòng vòng đánh farm là kiểu gì cũng cũng giật top, thông đốc vô tư. Đâu có boss đâu mà. Cứ tới cây là móc mẹ móc 24 trên 7 luôn. Kiểu gì cũng được top. Đom không có boss gì hết trời. Ai vậy hả? Đom chết à. Ờ nhìn bâu nè, bâu vầy cướp mẹ,
tầm 6-7M thì nó cướp đẹp rồi. Cướp đúng rồi đấy. À, đáng thật sự. 180 chọc CM, hai mùa 360 tượng CM, vãi trưởng. À, được đấy. Cướp xong rồi bay đi là nó mất cái tiêu đề xấu à. Sang K2 bay, sang K2 bay, sang K2 bay, sang K2 Kingdom khác chơi. Khỏi cần xin luôn, bay lụi luôn. Ngon. Á à, được 180, 360 tượng rồi. Á à, khiếp thật. Cần gì đổi tên giờ vào kênh lane móc mỏ luôn, nó chả làm gì được cả. Móc hết cho nó khỏi farm luôn. Chèn đúng đủ lính trong viện thôi. Kingdom này không có boss. Đây nè, toàn cái mức bao thấp không à. Thanh Lê đi ngà ông chuối bậy VKL ở móc hết K2 luôn. À, nghe nghe ăn được thống đốc là ông nào cũng khoái đó. Ủa bay làm gì trời, để ăn thống đốc đã. Ăn được hai cây thống đốc rồi mắc mới bay trời. Có bao nhiêu app vô map KVK luôn, vô map KVK, vô zone 4 đánh man. Đánh man lấy tăng tốc. Được đấy. 58 cái đâm chết hả? Ôi giời. What the fuck? Ai gì ghê vậy? Chơi hai hạt hả? Một cái A kia là một cái A. À vậy là biết chơi rồi. S2 là season 2 KVK 2. Trời ơi. À biết chơi rồi, biết chơi biết phá rồi, chứ không phải là newber. Má 600 mờ kill bon. Vậy là có quen với mấy cái ông Việt Nam mà cái hội mà mấy ông mà 40M mà kill bon mấy B á. Vậy là ông này là cũng tương tự, là tương lai là sau này cũng giống mấy ông đó. 4M mà kill bon tính mấy B. Ủa ạc này bỏ rồi hả? Vậy là người khác chơi à? Trời ơi, dã man thật. À, 21M bao. 21M death 2.4 triệu là cũng kinh đấy. 21M mà chết 2.4 triệu lính. Trời ơi, kill bon 600. Gắt thật sự. Đây là đấm nhau từ lúc mở Kingdom tới đến lúc vào KVK luôn nè. Một kill bom 1 2 3 4 này nhiều nè. Ghê thiệt sự chứ. Ác này còn chơi không? Ý là ác này người khác chơi rồi hả? Không phải bạn chơi à? Là em mát cao em đấm nhau đó. À không. Này là mát cao là đi móc mỏ chứ đấm nhau gì? Cao sao đấm nhau được mà kêu cỡ này được. Trời ơi mới K2 622M kêu bon à. Oh. Hiểu. Nạp mát Mina rồi anh em à. À chơi có nạp rồi. Chơi chay hơi khó nha. Ít nhiều cũng nạp xương rồi, mát Mina rồi kìa. Trời ơi ghê thiệt chứ, hai con ngạc vãi đạm thật. Có nạp đấy anh em à, người ta có nạp đấy, mát Mina nè. Có nạp phải có speed với red đồ các thứ mới đấm nhau có đấy được. Trời ơi, hai ạc ghê thiệt. Đúng rồi, kill bon còn hơn, tính ra kill bon bằng cái ạc mình chơi mấy năm ở bên 2012 ấy. Ạc bên đấy bây giờ kill bon mới được có 770 mấy. Người ta mới chơi game mà đã 600M kill bon, má dám ăn thật. À, ạc bên kia thì 7M. 150M kill bon này, đây 21M, 600M kill bon. Ghê thiệt. Kinh dị. Vậy là phải liên hệ chơi chung team với nhau. Chơi chung team với mấy ông Việt Nam ấy. Trong Việt Nam mình có mấy ông má kill bon ghê thật đấy chứ. Ba mấy 40M, 40M mà 3B kill bon, trên 3 4B kill bon.
À, trên dưới 3B kill bon, khiếp thật. Mình cũng là người chịu đánh phiêu lắm, chịu đánh on phiêu, chịu bỏ tăng tốc ra chơi lắm, nhưng mà đấm cũng không thể nào bằng mấy ông đấy được, ghê thật. Mà người ta đánh T4, mình đánh T5 chứ. Mà mình đánh được cộng chết chứ, má đánh cộng chết nó nhẹ nhàng, mà kiếm kill bon nó không bằng người ta được, mới ghê chứ.